Xin chào mọi người. Em quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng, hàng phân khúc bình dân. Mộc hương ta hoa vàng nhá. Hàng to đẹp nhưng mà giá lại bình dân. Giá rẻ luôn đấy ạ. Tầm này vào cái mùa hè nắng nóng như này mà để tìm được những cái đôi mộc, lô mộc đẹp như cái lô này của em thì nói thật là không có. Tầm này các bác mua gần như không có mấy, vì các vườn đa số tầm này cây mộc trong 3 tháng mùa hè là mộc hương nó lớn nhanh nhất. Mộc hương nó ra hoa khi nào? Nó ra hoa từ tháng 9 âm lịch. Đặc tính của nó là nó ra hoa từ tháng 9 âm lịch cho đến hết tháng 3 âm, tức là 1 năm 12 tháng thì 9 tháng liên tiếp nó ra hoa. Chỉ có 3 tháng mùa hè nó không ra hoa, thì trong 3 tháng mùa hè đấy nó không ra hoa nên nó không phải cung cấp chất dinh dưỡng cho nuôi hoa, nên là nó lớn rất là nhanh. Vì thế là mùa hè thường là các vườn người ta sẽ không xuất mộc hương mấy, mà rằng người ta sẽ giữ lại nuôi, không xuất mấy. Và nuôi thì người ta sẽ bón phân rất là nhiều để cho cây nó bật nhiều mầm ấy, để tìm được lô mộc. Như lô là nhà em là lô đã đánh rồi, đã đánh từ dưới ruộng lên rồi, đến tầm này là còn thực cực kỳ hiếm luôn ạ. Hàng này đảm bảo cho khách là bao sống luôn. Hàng này là hàng đã dâm ủ ạ, hàng đã dâm ủ lên có thể bao sống cho khách ạ. Vanh gốc của nó là vanh gốc 13, 14, vanh gốc 14 nhá mọi người nhá, nhận tặng vanh gốc 14 ạ. Thoát thân 40, 50, có những cây thì nó cũng thoát thân cao hơn. Tùy sở thích của khách nhá, mình thích loại nào thì mình sẽ lấy cái loại đấy. 20 này, 40 này, thoát 50 phân, thoát 50cm và vanh của nó là vanh 14 ạ. Giá chỉ 4 triệu một cây nhá mọi người nhá. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 thôi em. 0911451210. Đây. Cây rất là đẹp. Cao cây nó rơi vào khoảng 2m8 cả bầu. Cao cây nó rơi vào khoảng 2m5, 2m8 cả bầu đấy ạ. Hai cây này là một cặp đẹp này. Bác nào chuẩn bị về nhà mới, tầm này cũng rất nhiều bác chuẩn bị về nhà mới nhá. Bác nào chuẩn bị về nhà mới mà cần hai cây mộc hương các bác trồng hai bên trước cửa nhà thì các bác inbox Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Bác nào chuẩn bị về nhà mới nhá thì các bác inbox cho em. Một đôi vừa đẹp luôn. Bác nào chuẩn bị về nhà mới các bác inbox cho em mua một đôi này ạ. 20 này. 40 phân. Thoát 40 cm. Đồng giá là 4 triệu một cây nhá. Đồng giá là 4 triệu một cây. Hàng em giao cho mọi người là không có cái chậu đâu. Cái chậu kia rất là bé. Cái chậu kia nhà em là chỉ là để dâm ủ tạm cây là thôi, để cho nhìn cái cây nó tôn cái cây lên. Bởi vì cây khi mình dâm dưới đất thì nhìn nó không tôn được dáng lên, nhìn nó nù xù, cho nên chậu nhìn nó thoáng gốc hơn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại em Thủy là 0911451210 giúp em nhé. Giá em bán chỉ có 4 triệu một cây. Không hiểu sao dạo này Facebook bóp tương tác ghê. Được dở tương tác rồi mà bây giờ nó lại bóp lại. Cây tiếp theo này, tán cũng to, sum dày đẹp. Cây tiếp theo nhá, tán của nó là cũng to, sum dày đẹp, cao cây 2m8 cả bầu. Vanh 14 và thoát 40 phân. Vanh 14 và thoát 40 phân nhá. Đấy. Hàng này em bán giá chỉ có 4 triệu 15 đồng một cây. 4 triệu đồng ạ. 20 này. 40. Thoát 40 phân. Vanh gốc là vanh 14, thoát 40 phân, giá chỉ có 4 triệu một cây. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo, số điện thoại em là 0911451210. 0911451210 với em. Cây tiếp theo này. Cây tiếp theo này cũng là cao cây 2m8 cả bầu.
Cái tiếp theo này cũng là cao cây 2m8, cả bầu vanh của nó là vanh 14. Vanh 14 và cao cây 2m8 nhá. Tán to xôm dày đẹp, cái dáng của cái này cực kỳ đẹp luôn, bác nào ưng cái này này. Cái này em cực kỳ thích luôn này. Đấy. Cái này chốt đẹp nhá. Cái này chốt đẹp, bóng tán đẹp, chốt đẹp. Bác nào mua hàng thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 hoặc 0969 162214 giúp em. Thoát 40 phân. Thoát 40cm mà giá chỉ có 4 triệu một cây nhá các bác nhá. Mộc hương ta hoa vàng. Hàng phân khúc gọi là bình dân đấy ạ. Hàng cái phân khúc mà 4 triệu một cây này nó không có tí gì gọi là giá cao cả. Giá cực kỳ hợp lý để cho khách nào cũng có thể mua được, khách nào cũng có thể chốt đơn được. Có cây nào làm Bắc Xuân ơi, bạn hỏi lại đi bạn Bắc Xuân ơi. Bác Xuân ơi bạn hỏi lại đi, đây là hai cây này trên chậu đẹp này. Bạn Bác Xuân ơi, nếu bạn mua là có hai cây này trên chậu cực kỳ đẹp luôn. Em quay lại hai cái cây trên chậu này cho mọi người này. Hai cây này trên chậu cực kỳ đẹp này. Đấy. Vanh gốc của nó là vanh gốc 14 và thoát thân 40 phân. Cao cây nó rơi vào khoảng 2m8. 2m8 cả bầu. Cực kỳ đẹp luôn nhá, vanh 14 trở lên. Cái hàng này mình cứ nhận tặng vanh 14 trở lên. Các bạn về lấy thước đo lại là được. Con này thoát 45. Cây này đẹp này. Mọi người ơi, xem like thả tim thả like cho mình tăng đây mọi người ơi. 4 triệu nha bạn Bắc Xuân nhá, nhà mình bán đồng giá là 4 triệu một cây ạ. Cái này đẹp này. Cái này đẹp nhá. Các bác xem like, thả tim, thả like cho em tăng tương tác lên mọi người nhá. Vanh gốc của nó là vanh 14 ạ. Vanh gốc là vanh 14, chân mộc đẹp, da mộc đẹp. Em quay sát chân mộc và da mộc đấy ạ. Chân mộc đẹp, da mộc đẹp ạ. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn cho em này, 20 này, 40 này, 45. Chân mộc đẹp, da mộc đẹp, giá chỉ có 4 triệu đồng thôi ạ. Cái này cây trong này đẹp này, cái này chốt đẹp này. Đấy. 4 triệu đồng, đồng giá. Em còn nhiều nữa nha mọi người nhá. Sung Mỹ này các bác nào thích không? Quay cây nào nó phải. Thực ra nhiều cây to đẹp lắm nhưng mà cây này tán đẹp này, nó đang bị đổ này. Cây này tán cực kỳ to này, cái cây đổ này. 9 bác đang xem live, mỗi bác cho em xin một tim một like để tăng tương tác lên hội em với ạ. Em rất là buồn anh Facebook là anh ấy bóp tương tác em mạnh quá, thành ra là bị mất tương tác. Đây ạ, cây tiếp theo đây ạ. Cây này bóng tán cực kỳ sum ok luôn này. Nó bị đổ. Cái này nó bị đổ cho mọi người nhá, để em dựng thẳng nó lên rồi em quay cho mọi người. Đây. Tán cái này cực kỳ to sum luôn. Quay sát cho mọi người, quay tán cho mọi người xem này. Bóng tán to sum, cao cây khoảng 2m8 cả bầu. Tán to sum dày đẹp nhá các bác nhá. Cái này tán cực kỳ to đấy ạ. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn. Có cây một nhánh không em? Cây một nhánh là cây như nào ạ? Đây ạ. Em quay sát này, cây này chốt đẹp này. Cây này chốt đẹp này. Vanh gốc của nó là vanh gốc 14-15 nhá. Cây này vanh 14-15 ạ. Thân thẳng đẹp này, chân mộc đẹp, da mộc đẹp này. Em quay sát thân.
trong tất cả các dòng cây cảnh đến mùa hè, cây nào nó cũng bị chững lại, bán gần như là không bán được mấy, nhưng chỉ có riêng mộc hương là em thấy bán, em đo sức bán là mộc hương nó vẫn là cây cực kỳ gây sốt luôn. Bây giờ mùa hè mà nhà em vẫn xuất đi ầm ầm luôn đấy ạ. Các bác là theo dõi like của em biết là nhà em bán mộc hương vẫn bán liên tục luôn, hè vẫn bán được. Còn các cây khác ví dụ hoa hồng nó chững chững một cách kinh khủng luôn. Nhưng hoa hồng chỉ bán mùa đông đến mùa hè này nó chững kinh khủng. Đây chốt đây, chốt đẹp nha các bác nhá. Cây này em bán giá là 4 triệu nha, cây này tán của nó cực kỳ đẹp. Trong tất cả các cây em vừa quay thì cây này cây tán đẹp nhất nhá. Bác nào chốt cái này đi ạ. Không là hơi đáng tiếc luôn, chất mộc đẹp, ra mộc đẹp, lên lá mộc đấy ạ. Lá mộc rất là đẹp. Một thân không em? Ê anh ơi, đây là một thân đây anh. Anh tình công ơi, cây như này em đang quay là cây một thân này ạ. Một thân này, thoát thân này ạ. Đấy, đây chính là một thân nhá. 20 40, con này thoát khoảng 45 phân. Cây này nó thoát thân khoảng 45 phân. Chất mộc đẹp, ra mộc đẹp ạ. Chất mộc đẹp, ra mộc đẹp. Chốt đẹp ạ. Đấy, chốt đẹp, chất mộc đẹp, ra mộc đẹp, bóng tán sum ok luôn. Bắt đầu ưng cái này nhá, cái này là cây bóng tán. Cây này trong tất cả các cây em vừa quay từ đầu like đến giờ là cây này là cây bóng tán đẹp nhất này, em thấy bóng tán nó to đẹp nhất này. Lô mộc này đến tầm này. Lô mộc này đến tầm này là một lô mộc cực kỳ hiếm nhá, bởi vì các bác xem ở đây là hàng này hàng dâm ủ rồi. Hàng ấy đã đánh từ dưới đất lên và bây giờ bọn em chỉ là dâm ủ thôi. Hàng đã dâm ủ. Nên là cây nó cực kỳ khỏe, hàng riêng hàng này em có thể bao sống cho khách. Bảo hành sống cho khách nhá, bao sống. Lô mộc này ra mộc đẹp, chất mộc đẹp và lá mộc của nó cũng đẹp nhá mọi người nhá. Lá mộc đẹp ạ. Lá mộc đẹp đấy ạ. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451210. Anh Tình Công ơi, nếu mà anh mua hàng anh nhắn tin qua Zalo với em nhá. Hàng nhà em là hàng vào giá bán tại vườn là 4 triệu một cây. Đấy, cây rất là đẹp nhá. Tìm cái nào tán to mới quay cơ. Đây. Cây tiếp theo đây ạ. Em bán hàng không phải cây nào em quay đâu, em phải ngắm nghía các thể loại về cây nó lại tán nó phải tương đối tí thì em mới quay. Đây cây tán to sum này. Tán sum nhá các bác nhá. Tán to sum dày đẹp. Bác nào mua cái này thì inbox cho em là cái này tán cực kỳ đẹp này. Cái này tán của nó cực kỳ đẹp, chất lá đẹp, chất mộc đẹp, da mộc đẹp. Hoa mộc đẹp, lá mộc đẹp luôn. Giá cực kỳ bình dân chỉ có 4 triệu đồng. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em Thủy ạ. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em Thủy là 0911 451210 thôi em. 0911 451210. Cái lạnh thoát 40 phân nhá. Cái lạnh thoát 40 cm ạ. Em quay lốt cái này nhá các bác nhá. 40 cm, chân mộc đẹp, da mộc đẹp. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451210 giúp em nhá. Em xin phép em tắt like đấy ạ.